Hai, xin chào tất cả các bạn. Đây là cái thang nhôm dành để cho anh em dắt xe máy lên xe bán tải, xe tải hoặc là lên cái nhà mình mà cái bậc thềm của nó cao quá chúng ta dắt không được thì chúng ta gác cái thang này chúng ta chạy xe lên rất là ok nha các bạn. À, thì ở đây không phải mình là người bán thang mà là mình bán xe máy các bạn, mình bán xe máy. Mình mua cái thang này về mình sử dụng, mình thấy nó ok cho nên mình đi bán thang. Rồi mình lấy mình bán thêm chứ không phải mình chuyên bán thang nha anh em. Những anh em mà đang theo dõi kênh video phụ tùng riêng là biết là mình bán phụ tùng riêng xe cúp chứ không phải là bán thang nha. Đây là cái thang nhôm nhập từ Thái Lan. Thì mình đang chuẩn bị đóng hàng cái thang nhôm cho anh gì quên tên ở Hải Dương. Mới chuyển tiền tức thì. Đây. Chiều dài của nó từ dưới lên trên là 1m1, khi chúng ta kéo dài ra nó là 2m2. Kéo dài ra như thế này là 2m2 nha các bạn. Đó, thích hợp cho anh em vận chuyển xe máy lên xe bán tải. Rất là nhẹ các bạn. Nó tầm khoảng 6 kg. Nó nặng khoảng 6,7 kg và đóng gói xong là đúng 7 kg. Ok, giờ mình sẽ đóng gói. Quay video đóng gói luôn nha các bạn. Rảnh rảnh coi video đóng gói cho vui nha. Rồi sẵn coi luôn là các bạn sẽ biết là khi mà mình gửi hàng cho các bạn thì sẽ đóng gói như thế nào. Nếu mà anh em mua 2 cây, một thùng nó có 2 cây thì sẽ gửi trong cái thùng cho các bạn. Còn 1 cây như vậy thì phải tự lọc, nó không có cái thùng sẵn. Anh em lưu ý là tất cả những hàng bên shop mình bán là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code các bạn, không ship code nha, chuyển tiền trước nhận hàng sau. Rồi, ngay bây giờ xin mời các bạn cùng với mình coi mình đóng hàng nha, coi mình đóng cái hàng.